con này thì con IC7 nè. Đó, khá đẹp nè. 190 cũng tương đối khá nè. 190 chạy gió rồi con. IC7. Nó còn khá. Đó là còn khá bà con, đi C7 1S90. Đây có con IC6 mới về nè con. Tương đối khá nè, tay cầm tay thì cũng còn bóng nè. Có trà rửa nè. Tay cầm chữ A là ok luôn nè. Khá đẹp đó bà con. Góc này rửa ra đẹp, nó còn xanh như rửa đẹp luôn con. Nó sáng về nó chưa rửa, phải rửa ghế này, rửa lên đẹp dữ nè. Máy có hơi là ok. Chân ma 1S90 luôn. Con nào không? Bánh chén còn sinh vàng luôn rồi con. Nếu mà có nhu cầu alo nha, 0886356707. Nên là có nhu cầu luôn nha, 0886356307.